Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Sách trời đã ghi danh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 gánh lộc về nhà, giàu sang hưng vượng nếu làm được ba điều này trong tháng 12 âm lịch. Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đặc biệt trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý anh chị tuổi quý sửu thân mến, số mệnh con người trên đời luôn tồn tại sự đối lập, có một số người sinh ra trong gia đình đã giàu có, bố mẹ lại còn thành đạt, chức tước, vang danh họ ngàn đời, có đầy đủ điều kiện tốt con đường thăng tiến cuộc sống đầy hoa hồng. Trong khi phần lớn chúng ta đều có những điều kiện khó khăn nhất định, và chúng ta đến với thế giới này với sự khốn khó, vất vả, lo toan chăn trở, và không có nhiều cơ hội do đó những người giàu thì sẽ càng ngày càng giàu hơn còn những người nghèo có vẻ như là càng nghèo hơn vậy đó chính là điều đang diễn ra trên thế giới này có thể nói rằng trong số chúng ta ai cũng mong muốn mình sẽ trở nên giàu có có thật nhiều tiền và được hưởng thụ cuộc sống sung túc thế nhưng mưu sự tại nhân hành sự tại thiên chính vì vậy mà chỉ có cố gắng nỗ lực không thôi thì vẫn chưa thể đủ khi luận giải lá số tử vi, các bậc thầy tử vi có phát hiện trong tháng 12 âm lịch cuối năm 2022 này, bản mệnh tuổi quý sửu sinh năm 1973, sẽ đương đầu với rất nhiều thử thách cùng với những hung vận khó khăn bùa vây, thế nhưng cùng với đó lại không hề ít những cơ may tiềm tàng, giúp cho quý anh chị đổi vận, đổi đời. Nếu như quý anh chị quý sửu biết trước mà nắm bắt được, thì may mắn nào cũng có thể nắm bắt, và xui xẻo nào cũng có thể tránh xa, phú quý tự khắc sẽ đổ ập về nhà, tài vận lên hương, sự nghiệp sẽ gặt hái được rất nhiều thành công lớn, tiền của cứ nối đuôi nhau ảo ảo chạy vào kết cải mệnh giàu sang, thiên hạ chỉ biết cúi đầu nể phục. Vậy vận may đó là gì tháng 12 âm lịch, tháng cận Tết 2023 của quý sửu sẽ trải qua những điều gì, và con giáp này cần phải làm gì để được như ý nguyện? Sau đây xin mời quý vị anh chị hãy cùng theo dõi chi tiết phần luận giải trên kênh Minh Đường Tử Vi. Sách trời đã ghi tuổi quý sửu sinh năm 1973, cánh lộc về nhà, giàu sang hưng vượng, nếu làm được ba điều này trong tháng 12 âm lịch. Luận giải chính xác nhất của giới tử vi, nhắc nhở mệnh chủ tuổi quý sửu, khi bước vào tháng 12 âm lịch như sau. Vận trình của bản mệnh sẽ có thăng có trầm, có may mắn, cũng có xui xẻo cận kề tuy mức độ không quá mức đáng lo ngại nhưng vẫn không thể chủ quan kẻo tình hình sẽ trở nên gay gâu hơn đặc biệt khi đây đang là tháng chạp thời điểm năm hết tết đến anh chị cần phải thận trọng hơn trong mọi việc để có thể hoàn thành một cách ổn thỏa và yên tâm đón tết các nội dung chính trong phần luận giải tháng 12 âm lịch của quý anh chị quý sửu như sau, đầu tiên là tử vi về sự nghiệp, thứ hai là tử vi tài lộc của quý anh chị tuổi quý sửu trong tháng 12 âm lịch, thứ ba là tử vi tình duyên và gia đạo của quý sửu, thứ tư là tử vi sức khỏe của quý bản mệnh, thứ năm là tử vi và cẩm nang vượng vận của anh chị cho 10 ngày trong tháng, thứ sáu là xem tuổi sông đất tốt và xấu đối với quý anh chị tuổi quý sửu trong năm 2023, thứ bảy là ba thứ tốt đẹp mà anh chị tuổi quý sửu. Cần cho đi để có thể trở thành người hạnh phúc và giàu có, thành công hơn trên cuộc đời này. Cụ thể nội dung chính như sau. Thứ nhất là xét về phương diện sự nghiệp của quý sửu trong tháng 12 âm lịch. Theo tử vi năm 2022 cho biết trong tháng 12 âm lịch này còn gọi là tháng sửu, người tuổi quý sửu sinh năm 1973, được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc, vận trình tháng có thăng có trầm, có hung vận, nhưng cũng có cả cơ may song hành, đòi hỏi quý sửu phải thận trọng, và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho sự nghiệp của mình trong tháng quý sửu này, tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng ở mức độ ảnh hưởng chưa cao nên con giáp này vẫn cần phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn nữa, chứ không thể dựa dẫm vào vận may được. Thời điểm cận kề đón Tết, tốt nhất là anh chị nên hoàn thành mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao, thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng một lúc. Cũng vì là tháng cuối năm, nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của chính bản thân mệnh chủ được tới đâu, đừng vì ham công tiếc việc mà ôm quá nhiều thứ, vì anh chị sẽ không thể làm sẻ, và tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Đặc biệt tháng này quý sửu sẽ chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điểm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét đặt điều thị phi từ tiểu nhân, hoặc là từ đối thủ do đó bản mệnh càng nên thận trọng hơn trong mọi việc để được hoàn thành một cách ổn thỏa yên tâm đón tết xuân mới anh chị cũng có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang thêm việc về nhà để giải quyết gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ bởi công sức mà anh chị đã bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng nếu có thể kiên trì tới cuối tháng này anh chị sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận được những lời khen thưởng từ cấp trên có thể còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời mời và biết kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, không nên tự cao thái quá, để tránh gây những rắc rối không đáng có. Xem về phương diện tử vi tài lộc của quý sửu trong tháng 12 âm lịch. Lá số tử vi của quý sửu chỉ rõ tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bản mệnh, anh chị cũng có thể tự cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn được ổn thỏa, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong những ngày tháng cuối năm, đủ chuyện phải lo, tháng này quý sửu không có tài tinh chiếu mệnh nhưng tình hình tài chính cũng không quá ảm đạm. Cũng bởi anh chị luôn có những khoản tích lũy dự phòng, nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào vào tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mệnh chủ. Tới cuối tháng, những người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi các khoản lương thường Tết bắt đầu đổ về túi, tình hình khó khăn cũng sẽ được giải quyết phần nào, anh chị cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, buôn bán, thì tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng chạp, đòi hỏi mệnh chủ phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra những phương án điều chỉnh phù hợp, có như vậy thì lợi nhuận mới đổ về túi nhiều hơn. Có điều tử vi tháng cũng có lời nhắc mệnh rằng anh chị tuổi quý sửu đừng vội vàng và đưa ra những quyết định đầu tư vào tháng này, dù cho lúc này anh chị có nóng lòng muốn gia tăng thêm tài sản thu nhập thì vẫn cần phải đợi thêm những thời điểm thích hợp hơn, mệnh chủ nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng cận kể Tết Nguyên đán, nên nhu cầu mua sắm cũng tăng cao, tốt nhất anh chị nên kiểm soát tốt việc chi tiêu của mình, Tết nhất có rất nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bản mệnh vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này, làm ăn hùn hạp thì nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt trong thời điểm cuối năm. Xét về phương diện tình duyên và gia đạo của quý sửu trong tháng 12 âm lịch tháng chạp là khoảng thời gian khá bận rộn với quý sửu cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vun vén cho chuyện tình cảm cá nhân mối quan hệ nguội lạnh vợ chồng dễ có sự xa cách những khúc mắc ở trong công việc cũng khiến trạng thái tinh thần của bản mệnh trở nên rất nhạy cảm nếu không tiết chế được cảm xúc của mình mà dễ cáu giận vô cớ sẽ khiến cho mối quan hệ tình cảm khó được bền vững đặc biệt với những người đã kết hôn thì anh chị cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái tết thật ấm cúng tình hình cũng không khả quan hơn là mấy với những người còn độc thân, chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu, rất là khó nắm bắt. Đa phần bản mệnh đều bận rộn với công việc, dành hết tâm trí cho mục tiêu phát triển sự nghiệp. Nên không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới, một số người vì vết thương lòng quá lớn, tới mức khép chặt trái tim vì sợ rằng phải chịu bị tổn thương thêm nữa. Tiếp theo là xét về phương diện sức khỏe của quý sửu trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 âm lịch sức khỏe của quý anh chị tuổi quý sửu cũng cần được phải quan tâm nhiều hơn, bước vào tháng quý sửu thổ khí cực vượng khiến cho thể trạng và tinh thần của mệnh chủ trở nên yếu hơn bình thường, cuộc sống bận rộn cũng khiến anh chị dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên có bận rộn thì chỉ là cái cớ, nếu như bản mệnh không xây dựng lối sống khoa học thì chẳng thể có đủ thể trạng sung mãn để làm được những điều mình yêu thích và điều mình mong muốn. Bên cạnh đó anh chị cũng nên chú ý cách giải tỏa tinh thần, để hạn chế tình trạng quá tải, vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Tiếp theo là tử vi cẩm nang vượng vận của anh chị tuổi quý sửu theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch đầu tiên là tử vi 10 ngày đầu tháng từ ngày 1 đến ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch, xem tử vi theo ngày nhận thấy 10 ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch này, có thiên quan ngăn lối, người tuổi quý sửu cần phải thận trọng khi trao đổi các vấn đề với cấp trên, khi quan điểm đôi bên đang bất đồng thì, anh chị cần phải thay đổi góc nhìn nhận vấn đề chứ không nên khăng khăng với suy nghĩ của bản thân. Với những người làm lãnh đạo, bản mệnh chớ nên chuyên quyền độc đoán và gạt bỏ ý kiến của cấp dưới, anh chị không thể nắm rõ tất cả mọi vấn đề, có thể cấp dưới sẽ có cái nhìn thực tế và chi tiết hơn. Theo Hải Thượng Lãn ông thì 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch có nhân thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Thời điểm vàng trong tháng là 3 ngày liên tiếp trước ngày mùng 10. Hướng may mắn là hướng nam, và hướng đông, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi tỵ thì tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn, còn số phát tài là số 56, số 9 là 23. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch, từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch như sau, theo tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch của 12 con giáp có chỉ rõ, thời gian này có thể sẽ là khoảng thời gian khá khó khăn đối với quý anh chị tuổi quý sửu trên phương diện sự nghiệp bản mệnh sẽ thường bị cấp trên chèn ép cũng như đồng nghiệp gây khó dễ chính vì vậy mà anh chị khó có thể phát huy được năng lực của mình điều an ủi là tình hình tài chính của bản mệnh vẫn khá ổn định đặc biệt là với những người làm nghề tự do và người làm ăn kinh doanh thì vẫn sẽ thu về được một khoản lợi lãi đều đều mệnh chủ có thể dành thêm thời gian để nghiên cứu thêm những lĩnh vực phát triển mới Phương diện tình cảm có khởi sắc dần vào đầu tháng, song giữa tháng thì vợ chồng lại vướng vào tranh cãi liên miên, có lẽ hai người đang hiểu lầm nhau trong một vấn đề nào đó, đôi bên cần bình tĩnh ngồi lại để trao đổi có thể tháo gỡ được vấn đề sớm. Thái Tuế cũng khuyên anh chị nên thận trọng trong việc xuất hành đi xa, như là về quê, đi công tác hay du lịch. Trước khi rời nhà nên đi theo hướng tốt và giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Thời điểm vàng ở trong tháng đó là ngày 11, ngày 16 và ngày 18 âm lịch hướng may mắn là hướng Tây Bắc và hướng Đông, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi Mão và tuổi Hợi, thì tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn. Con số phát tài là số 87 và năm là 21. Tiếp theo là tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 cho đến ngày 30 Tết. Người tuổi Quý Sửu sẽ phải đấu tranh và cố gắng khá nhiều trong 10 ngày cuối cùng của năm cũ này, bởi thành công không đến với anh chị một cách dễ dàng, đầu tháng mới chịu ảnh hưởng của hung tinh nên mệnh chủ sẽ không nhận được sự thấu hiểu của mọi người xung quanh, nên việc gì cũng phải tự lực cánh sinh và không có ai giúp đỡ. Tình hình tài lộc có điểm sáng vào từ 10 ngày giữa tháng, khi những khoản đầu tư trước đó của mệnh chủ sẽ dần đem lại nguồn lợi nhuận tuy nhiên khi cầm tiền ở trong tay anh chị cũng cần phải chú ý giữ gìn thật thận trọng không để bị lừa lọc hoặc là phải dùng để giải quyết những tranh chấp kiện tụng trốn quan trường phương diện tình cảm cũng không có nhiều dấu hiệu đáng mừng nếu như còn độc thân thì bản mệnh sẽ tỏ ra khá bị động trong các mối quan hệ thích ai cũng không dám tiếp cận nếu không có hành động dứt khoát mối quan hệ đôi bên sẽ mãi dậm chân tại chỗ Căn cứ theo tử vi 10 ngày trong tháng, sao thiên cầu xuất hiện cũng chỉ ra rằng, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực, vì làm việc quá vất vả, anh chị cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm đồm hết việc vào người, nếu như thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, thì nên đi thăm khám và điều trị sớm. Đừng chủ quan với sức khỏe, kẻo lại ăn Tết trong bệnh viện thì rất là buồn đúng không anh chị? Thời điểm vàng ở trong tháng là ngày 23, ngày 24 và 25 Tết hướng may mắn là hướng nam và hướng tây bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi tý tuổi sửu thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao con số phát tài là số 48, số 17 và 96. Tiếp theo Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý anh chị tuổi sông đất tốt và xấu cho anh chị trong năm 2023. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất thì nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can và địa chi ngũ hành của năm 2023 cũng cần phải tương sinh với người đó

Những tuổi không nên xông nhà cho quý anh chị tuổi quý sửu, gồm những tuổi sau, tuổi tân sửu sinh năm 1961, tuổi mậu thân sinh năm 1968, tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, tuổi tân hợi 1971, và tuổi kỷ mùi 1979. Tiếp theo Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý anh chị tuổi quý sửu ba thứ tốt đẹp mà anh chị cần cho đi để có thể trở thành người hạnh phúc và giàu có. Thứ nhất là, nhân thí tức là bố thí nụ cười chân thành gương mặt thân thiện với những người đối diện bạn hãy cười với người đối diện thật chân thành vì người đối diện với bạn trong mọi lúc mọi nơi và mọi người quan trọng nhất đối với bạn vì khi gặp họ đối diện với họ thì họ sẽ trở thành mảnh ghép thời gian trong cuộc đời của bạn tất nhiên trước khi mỉm cười bạn hãy quan sát và cảm nhận trạng thái của họ khi cười bằng sự chân thành thì bạn sẽ truyền được năng lượng tích cực cho người đó và bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn. Ví dụ khi bạn đang buồn đứa con nhỏ bé vô tư đến và cười thật tươi với bạn, đảm bảo là bạn sẽ đỡ buồn ngay và thậm chí còn cười vang được. Nhưng nếu con bạn cũng đến và ôm bạn khóc thì chắc chắn bạn còn khóc to hơn nữa. Sức mạnh của nụ cười sẽ giúp chúng ta khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thành công giàu có hơn. Thứ hai là nhãn khí tức là bố thí cho người khác ánh mắt hiện từ khi bạn nhìn người khác với ánh mắt hiền từ họ sẽ cảm thấy thật an toàn khi ở bên cạnh bạn mọi người thêm quý mến bạn hơn nếu như bạn mở cửa hàng việc kinh doanh mà nhân thí và nhãn thí đều có để đón nhận mọi người thì kể cả khi họ đến để xem mà chưa có mùa gì thì chắc chắn việc kinh doanh của bạn cũng sẽ rất phát đạt đối với con cái bạn nhìn con mình với ánh mắt hiền từ thì chắc chắn bạn sẽ hiểu được hết những tâm sự và mong ước của con con cái sẽ tin tưởng bạn hơn và bạn sẽ trở thành người bạn tốt giúp con mình tự tin và thành đạt hơn trong tương lai đối với những người vợ người chồng bạn nhìn họ với ánh mắt hiền từ sẽ giúp họ cảm nhận được tình yêu của bạn mỗi ngày và bạn sẽ có được gia đình hạnh phúc hơn để có ánh mắt hiền từ thì cần phải rèn luyện cho mình những suy nghĩ thật tích cực biết yêu thương và quan tâm tới những người xung quanh chúng ta vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn hãy đọc và nghe nhiều câu chuyện hạt giống tâm hồn để có thể có được tâm hồn thật đẹp và ánh mắt thật hiền từ bạn nhé khi bạn động viên được người khác là bạn đã có thêm ơn những người bạn tốt hơn rồi đúng không quý anh chị thứ ba là ngôn thí bố thí lời nói hay và giúp người khác vui vẻ tự tin có hy vọng trong cuộc đời này những lời nói tích cực động viên mọi người xung quanh có giá trị là rất lớn bạn chỉ có thể động viên người khác khi bạn hiểu họ nhìn thấy điểm tốt của họ và giúp họ cố gắng hơn tự tin hơn và thành công hơn nữa khi bạn động viên được người khác là bạn đã có thêm được những người bạn tốt hơn rồi ai cũng sẽ có những mặt tích cực và tiêu cực và ai cũng có những sai lầm ai cũng có những một quá khứ của riêng mình. Nhưng họ cũng có những tương lai, và tương lai này lại được xây dựng từ niềm tin của chính họ, và của những người xung quanh họ, nếu như bạn biết chất lọc tinh hoa của người khác, thì bạn sẽ có được những cộng sự tuyệt vời trong mọi hành trình của cuộc đời mình. Vâng, kính thưa quý vị trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi, rất mong muốn quý vị anh chị tuổi quý sửu sẽ đón được nhiều vận may trong dịp cuối năm, phát tài, phát lộc, làm giàu nhanh chóng xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ quý vị anh chị vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận đầy đủ gồm họ tên ngày tháng năm sinh và câu hỏi cần được giải đáp chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo